Hà Nội, thành phố nghìn năm văn hiến, nơi sản sinh và hội tụ lớp lớp tinh hoa của dân tộc. Từ đam mê bất tận với giá trị lịch sử, văn hóa đầy hào khí của nước Việt kiêu hùng, từ quyết tâm hòa mình vào dòng chảy của dân tộc, sự vươn tầm của đất nước, sự gắn kết hạnh phúc và phồn vinh của người dân Việt Nam. Từ những cảm hứng và quyết tâm đã tạo ra những Hoàng Thành Tower, nơi hội tụ những ước mơ. Hoàng Thành Villas, nơi tổ ấm thanh bình. Burberryland, dệt nên phong cách sống. Season Avenue, nơi bốn mùa yên vui. Chúng tôi, công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành, tiếp tục dựng nên nơi thủ đô một dự án đặc biệt. Hoàng Thành Pearl, nơi trở về yêu thương. Hoàng Thành Pearl tọa lạc tại đường Nguyễn Văn Giáp, vị trí đắc địa bậc nhất quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Chỉ 2 km từ dự án, cư dân tương lai có thể dễ dàng kết nối với tuyến đường sắt trên cao, tàu điện ngầm Metro. Trong bán kính 3 km, Hoàng Thành Pearl kết nối với hệ thống trung tâm văn hóa thể thao du lịch của thủ đô như Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Sân vận động Mỹ Đình, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế, nhiều trường cấp 3 và đại học. Đặt tiêu chí hình thành một dự án đột phá về kiến trúc và đẳng cấp sống, xác lập một chuẩn mực sống xanh quốc tế. Hoàng Thành Pearl có mật độ xây dựng chỉ 29,7%, là dự án duy nhất tại khu vực có công viên trung tâm, đảm bảo tiêu chí vườn liền nhà, nhà liền công viên. Dự án được thiết kế bởi CPG, đơn vị tư vấn thiết kế uy tín hàng đầu từ Singapore. Được quản lý bởi Arteria, tập đoàn lớn đến từ Pháp nổi tiếng trong lĩnh vực quản lý các dự án lớn, và được xây dựng bởi nhà thầu uy tín hàng đầu Việt Nam là Delta. Các căn hộ của dự án đảm bảo không có vùng thiếu sáng tự nhiên, nội thất thông minh và đẳng cấp đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới. Kết cấu 3 tầng hầm, cam kết mỗi căn hộ đều có vị trí để xe ô tô riêng của gia đình. Tiện ích nội khu như 2 khối đế thương mại, trung tâm thể thao, trung tâm chăm sóc sắc đẹp, công viên nội khu tạo điều kiện tốt nhất cho mỗi cư dân Hoàng Thành Pearl được tái tạo năng lượng sau một ngày làm việc để trở về bên tổ ấm yên bình, trở về với yêu thương. Như một viên ngọc trai quý hiếm và kiều hãnh, Hoàng Thành Pearl mang cho mình ngôn ngữ thiết kế hiện đại và sang trọng, chăm chút từng chi tiết trải nghiệm cuộc sống đẳng cấp của cộng đồng cư dân trong tương lai. Hoàng Thành Pearl, nơi trở về yêu thương.